Trận đấu bắt đầu. Như vậy là anh Thủy Công Chúa là người phá trước. Mày á? Có tên chưa? Em biết là có tên chưa? Thật sự Hiếu Nhãn Đồng sẽ đánh vào lượt sau nhá. Mày ra gặp thằng Khương, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha giải quyết. Đây là gì nhỉ? Ngôn Phi à? Kim Sơn á? Huy Kim Sơn á? Mẹ gọi cho nào? 6.1. Em chấp 6.1. Ờ, thế sẽ vào hạng B. C à? Ờ, cho mẹ C. Đánh đồng. Ờ, đánh đồng game chậm. Đánh đồng game chậm 5. Thủy Công Chúa được xếp hạng C. Dũng, Dũng Thái Nguyên gặp Ngôn Phi trên bàn số 3. Đánh đê. Cả nhà chia sẻ video này, cổ vũ các cầu thủ nhá, vào chia sẻ video này. Hả? Ờ, gọi đi. Chưa có à? À, đây bàn 4 này. Trên bàn số 4, Tuấn Sa Cơ gặp Dũng Thái Bình trên bàn số 4. Hay quá nhỉ.
Anh là gì nhỉ? Anh đổi lấy tiền lẻ cho em đi. 300. Đông 3 số đúng không? Bây giờ đổi thành đông 3 số. Hai này là hạng C nhá, Hải Mống nhá. Đây là anh Thủy Công Chúa. Hôm nay anh nhìn rất điệu. Có anh đề nghị cơ thủ thắng cuộc thì đem kết quả về báo lại cho ban tổ chức luôn nhá. Đông quá, bao nhiêu người không có suất. Hả? Đâu? Đấy là chúng mày phá rồi còn gì nữa. Lấy cái búa đây đóng nó vào. Lấy cái búa đóng cái này vào. Đóng nó bụp vào. Được. Không nó lấy cái búa. Hả? Không được, anh. Đi ai vào đến không phải đến mình phải nhường rồi nhưng mà tỉnh nhà thì mẹ mình bắt thương em rồi. Xem rồi mày thấy ngại quá. Ngại rồi phải chịu. Ừ. Như bọn thằng Ngọc kia thì mẹ bọn nó biết chơi toàn anh em đâu. Ninh Bình được nhiều suất hay còn gì nữa? Đầy suất. Khương ơi, gọi thằng Huy Kim Sơn cho nó có đánh không thì loại nó đi. Tốt, 1-0 cho anh Thủy Công Chúa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. 10 suất, Linh Bình được 10 suất. Đâu, đổi rồi, đổi thành anh đông 3 số ấy. Anh em vào việc đi. Chín trăm rưỡi có nhận được không? Anh Thủy Trung Công Chúa này đang dẫn 1-0 rồi. Mới vào đầu giải đấu thành ra cái công tác chuẩn bị nó rất là bận. Tôi chưa ngồi bình luận được. Bốc phét được với anh em. Cho mấy chai suối không lạnh nhá. Suối không lạnh nhá. Cái gì? Chỉ có đặt lâu lắm. Mà chỉ có còn nguyên thanh này thôi cho nhanh. Đây, dán ở cửa này. À, xin đi tích, tí nữa em bắn cho anh cái file, anh in ra bao nhiêu tờ chả được.
Đúng rồi, Lê Gia Huy, thiếu tiền tỷ là một cầu thủ đến từ Hà Tĩnh. Hôm qua thì anh cũng đi xuyên đêm, buổi sáng nay đã đến Ninh Bình. Cái tinh thần thể thao rất là tuyệt vời của anh thiếu tiền tỷ. Từ Hà Tĩnh, lặn nội đường xá xa xôi đến đây. Đây là anh Thủy Công Chúa, tài năng trẻ mới lên của Linh Bình. Sải cú lê áp phê chảo, quá đẹp, điều được 4-10 rồi. Và chia sẻ video đây anh em, vào chia sẻ video đây, chia sẻ video cổ vũ đây. Lê Gia Huy chuẩn rồi, thiếu tiền thì đánh bằng một chiếc gậy câu lạc bộ, và anh cứ cầm gậy nào anh cũng phang luôn, nhưng anh không cần phải để ý gậy. Trượt rồi, anh cố điều con bi số 6 và trượt con bi 5. Rất may cho anh là cái bị côn băng ở rất xa này thì rất là có ăn rồi. Chúng ta cùng chờ xem màn biểu diễn của anh thiếu tiền tỷ, một cái biệt danh mà nói rằng là sặc mùi tiền. Không được, một cú đánh trúng bi mục tiêu của anh thiếu tiền tỷ. Hay quá nhờ, quá chính xác. Anh Linh ơi, gọi Cường Tam Điệp đi. Đến giờ đánh rồi đấy. Và cú lê áp phê chảo của anh Thủy Công Chúa. Cái côn băng rồi. Tùng Nguyễn thoải mái các bạn ơi, địa chỉ ở góc bên trên màn hình đấy, 384 Nguyễn Công Trứ. Bạn qua đây để xem cổ vũ cho anh em ấy. Lê Gia Huy nói nhỏ không lộ hết. Cái côn bằng rồi, liệu anh có dứt điểm được con bị 9 không?
Quá tốt. 2-0 cho Thủy Công Chúa rồi. Mặc dù cái côn bằng của anh vẫn dứt điểm được con bi. Vẫn dứt điểm được con bi. Số 9, anh nâng tỷ số lên 2-0. Trưa cơ thì em chờ đến trưa rồi anh nhờ ông anh chạy lên. Đây đấy rồi, để mình gọi nhá. Để mình gọi. Ok, chắc thì phải tầm 10 giờ 10 rưỡi đấy. Cho 442 Bạch Đằng lấy hai cái bộ lý lên đấy, người ta đưa 442 Bạch Đằng ấy, nhá. Chạy lên 442 Bạch Đằng lấy đồ. Chú nghe chưa? Anh thiếu tiền thì vẫn hôm nay anh thì anh sử dụng một chiếc gậy BK tốt, còn hai bi nữa thôi. Còn một bi số 9. Tốt. Tỷ số được rút ngắn đến 1-2 cho anh thiếu tiền tỷ. Lên 442 Bạch Đằng lấy đồ, nghe chưa? Lên 442 Bạch Đằng lấy đồ.
giận quanh ở đây. Chết rồi. Thank you.
Chào Nguyễn Lộc Thảo nhá, chào tất cả anh em. Từ nãy giờ bận quá. Đây là đều là hai tài năng xe. Đây là anh Thủy Công Chúa. Chúng ta để thấy rằng người đánh rất chắc chắn của anh Thủy Công Chúa. Rất điểm đã. Còn hai bóng nữa thôi. Chào anh Đỗ Xuân Nam nhá, chào tất cả anh em nhá. Rồi, tỷ số được nâng lên 3-2. Pha dọn bàn rất chi tiết của anh tài năng trẻ Thủy Công Chúa Linh Bình. Mày bận cái gì? Tháng chim sẻ à? Mày bận cái gì? Sáng chắc đi rửa đít cho con sao mà bây giờ mới sang. Đinh Quỳnh mà gì thế này đẹp rồi. Chào anh tất cả anh em nhé. Hả? Thiếu tiền tỷ nó là hoang dã nhất đi Việt Nam rồi. Ok anh Đỗ Xuân Nam nhá, anh em Thái Bình đầy đủ hết rồi. Với Dũng Thái Bình cầm đầu, không biết là anh em Thái Bình có thể mang cúp về Thái Bình được không đây. Ồ, hơi đen cho anh Thiếu Tiền Tỷ rồi. Anh dò chết 6 nhưng mà con 1 thì lại ra đuôi rồi. Thiếu Tiền Tỷ này đã từng vô địch một giải nghiệp dư rồi.
đánh cực kỳ hoang dã, thắng nhỉ. Long Lanh ơi, bảo cả Huy nữa ra đây. Alo. Alo. Tiếp theo trên bàn số 7. Huỳnh Hòa Bình gặp Minh Hùng Thái Bình trên bàn số 7. Huỳnh Hòa Bình gặp Minh Hùng Thái Bình trên bàn số 7, hai anh đánh đồng cơ game chạm 5. Ai thắng ấy? Anh Hùng. Anh Hùng tóc bạc. Hùng tóc bạc thắng à? Tiếp theo trên bàn số 6, Lam Thái Bình gặp Thịnh Du Lô Thái Nguyên. Lam Thái Bình gặp Thịnh Thái Nguyên trên bàn số 6. Đề nghị cơ thủ thắng cuộc đem kết quả về báo lại cho ban tổ chức nhá. Chào dịch vụ vận tải nhá. Thái Nguyên rất đông anh em tham gia. Anh em Thái Nguyên này xuống với 4 cơ thủ tham dự giải Linh Bình mở rộng. Hả? Nói đi. Hả? Cái gì? Sao nghe đéo ấy? Quá tốt. Đây là anh Thủy Công Chúa. Hoàng Tiến Đạt Yên Bái thì có, để cho tôi xem nào. Yên Bái thì không có ai rồi bạn ạ. Anh Cường này á? Cho anh Thủy Công Chúa rồi, cơ hội cho anh Thủy Công Chúa cắt tiết trận đấu. Chào Lâm Minh nhá, Lâm Minh lâu lắm rồi không tham dự giải. Có thể thấy rằng cái lối đánh của anh Thủy Công Chúa này phải nói là rất cẩn thận, rất chắc chắn. Qua anh về, anh xem lại, anh xem clip. Quả em đánh. Quả nào mà anh
Ôi chết cái. Chào Chí Đặng nhá, chào tất cả anh em. Dương Duy Cử, tôi này đang hôm nay tôi đang làm giải ở Linh Bình rồi. Còn ngày mai mà tôi rảnh tôi sẽ đi vào chim Ba Băng. Ôi anh ơi, trong thi đấu không hút thuốc, dập đi anh ơi. Khỏi lắm rồi, không thở. Thôi, dập em không thở được, thề luôn, vừa uống thuốc đây xong. Ô, cái con dập nó vẫn khói, anh dí nó đi không nó vẫn khói. Ngọc công tử hôm nay không đánh à? Trời ơi, một pha nhảy sút tê, nhảy lôm côm luôn của anh thiếu tiền tỷ. Nhưng mà có vẻ anh thiếu tiền tỷ hôm nay hơi đen, anh đánh toàn ra đuôi thôi. Ok. Anh thắng cái gì? Alo. Tiếp theo trên bàn số 2, Lam Bắc Linh gặp Lam Hà Lam. Lam Bắc Linh gặp Lam Hà Lam trên bàn số 2. Lý Hồng Lĩnh có bạn nhá, Hải Đức Thọ Hà Tĩnh có tham gia. Hôm nay anh thiếu tiền tỷ hơi đen, anh đánh toàn ra đuôi thôi.
đâu mà chưa mở cái lắp cửa ra gọi vẫn có người bên trong á. Cái gì? Nghỉ cái gì? Có ai ở đấy không? Có người cái gì? Chị đứng nguyên đấy để cho gọi cho bảo. Lì cả lót hai bộ. Đấy mở cửa ra bảo lấy đồ cho hợp cơ. Đang chuẩn bị sẵn người chờ đấy rồi có gì đâu. Bảo lấy đồ cho hợp cơ. Rồi như vậy là anh Thủy Công Chúa đã kết thúc trận đấu với tỷ số 5-2. Anh em giữ nguyên máy nhá, vẫn tiếp tục trận đấu. Alo. Tiếp theo trên bàn số 5, Nguyễn Lam gặp Mạnh Nam Định. Nguyễn Lam gặp Mạnh Nam Định trên bàn số 5.